Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác liên ngành của Trung ương kiểm tra kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Huyện Vị Xuyên thành lập thí điểm hội đồng quản lý và phát triển thôn tại thôn Trang, xã Việt Lâm. Đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc tổ chức tiêu hủy hơn 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hà Giang không có các tuyến xe khách giường nằm đi các huyện vùng cao. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9, đoàn công tác liên ngành của Trung ương đã đi kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tế kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về công tác giảm nghèo bền vững tại huyện Đồng Văn. Tiếp tục chương trình công tác, chiều ngày 9 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 30A tại tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng đại diện các sở ban ngành có liên quan và Thường trực Ủy ban nhân dân 6 huyện 30A. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ về công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh Hà Giang được ngân sách trung ương hỗ trợ 1.308 tỷ đồng cho 6 huyện, bao gồm huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phi và Xín Mần. Nguồn ngân sách chủ yếu tập trung hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề và hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo. Trên cơ sở đó, tỉnh Hà Giang đã thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên ban hành văn bản hướng dẫn, đồng thời phân công các đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, các doanh nghiệp phụ trách đỡ đầu xã nghèo. Cùng với thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn, tỉnh Hà Giang còn vận động sự giúp đỡ ủng hộ của các tập đoàn doanh nghiệp trung ương cùng tham gia hỗ trợ giảm nghèo. Nhờ đó, sau 5 năm triển khai nghị quyết 30A đã giúp gần 25.000 hộ tại 6 huyện thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 61% năm 2010 xuống còn gần 40% năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người của 6 huyện 30A từ 4,4 triệu đồng một người một năm lên 9,86 triệu đồng một người một năm. Cơ sở hạ tầng tại các huyện được đầu tư ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu của nhân dân. Các chính sách về y tế, giáo dục, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ tại cơ sở không ngừng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai nghị quyết 30A trên địa bàn tỉnh ta, cũng còn bộc lộ những hạn chế khó khăn như nguồn vốn phân bổ của Trung ương mới chỉ đáp ứng được 10% so với kế hoạch, nên tại nhiều vùng trong tỉnh, đời sống của người dân vẫn còn gặp phải khó khăn. Các chương trình chính sách hỗ trợ còn sàn trải đã phần nào tạo lên tâm lý trông chờ ỷ lại trong nhân dân. Mức hỗ trợ còn thực hiện đồng đều mà chưa mang tính đặc thù theo từng vùng miền. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự. Trong quá trình triển khai nghị quyết, tỉnh Hà Giang đã có nhiều cách làm linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế như huy động tổng lực các chương trình nguồn vốn ưu tiên cho công tác giảm nghèo, sắp xếp thứ tự ưu tiên, đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp, tập đoàn cùng tham gia với tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Hà Giang mong muốn Chính phủ và các bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ đồng bào nghèo Hà Giang vươn lên phát triển, đặc biệt là hỗ trợ sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tỉnh Hà Giang cam kết sẽ sử dụng đúng có hiệu quả nguồn vốn được đầu tư. Tổng hợp kết quả sau khi đi kiểm tra thực tế và làm việc với tỉnh, đoàn công tác liên ngành của Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Giang đã đạt được sau 5 năm triển khai nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo bền vững. Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Hà Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương và mang lại kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, đoàn công tác sẽ đề xuất với Chính phủ tiếp tục dành sự quan tâm ưu tiên nguồn vốn cho công tác giảm nghèo tại những vùng đặc biệt khó khăn, nhất là về hỗ trợ sản xuất và nhà ở cho đồng bào nghèo. Với các ý kiến kiến nghị của tỉnh Hà Giang, đoàn công tác sẽ tiếp thu điều chỉnh cho hợp lý hơn trong thời gian tới. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9 tháng 9, huyện Quang Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình. Dự lễ công bố có các đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Bình đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình nhiệm kỳ 2010-2015, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quang Bình nhiệm kỳ 2011-2016, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp tại huyện Quang Bình. Đây là một trong những nữ cán bộ trẻ được trưởng thành từ cơ sở trong công tác đào tạo cán bộ nguồn của tỉnh. Bản thân đã có nhiều cố gắng nỗ lực vươn lên trong công tác xã hội, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy chính quyền giao phó, cùng các cấp hội đưa phong trào công tác hội nông dân ngày càng đi lên. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình sớm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian tới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời hứa trên cương vị mới sẽ quyết tâm thực hiện tốt các công việc được giao, đưa phong trào công tác hội nông dân của tỉnh ngày một phát triển bền vững. Ngày 9 tháng 9, Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ khối cơ quan Đảng, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự. Tính đến tháng 8 năm 2014, Đảng bộ huyện Bắc Quang có trên 80 chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy, trong đó riêng khối các cơ quan đảng, đoàn thể gồm 12 chi bộ với tổng số 88 đảng viên. Những năm qua, các chi bộ trong khối đảng, đoàn thể đều là những chi bộ có nhiều thành tích nổi bật và thường xuyên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trước những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Căn cứ vào điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, quyết định của tỉnh ủy về việc quy định phân cấp tổ chức bộ máy, cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, trực thuộc Huyện ủy kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014. Quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 đồng chí, chỉ định Ban Thường vụ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Lê Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang làm Bí thư Đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể nhiệm kỳ 2010-2015. Việc sắp xếp kiện toàn các đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể và cơ quan chính quyền huyện làm cho bộ máy tinh gọn, nhưng nhiệm vụ chức năng không thay đổi nhằm mục đích tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của đảng. Bắc Quang là huyện đầu tiên trong tỉnh thành lập đảng bộ khối cơ quan đảng, đoàn thể. Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã xây dựng đề án thành lập thí điểm mô hình hội đồng quản lý và phát triển thôn tại thôn Trang, xã Việt Lâm. Ngày 8 tháng 9 năm 2014, thôn Trang đã tổ chức bầu và ra mắt hội đồng quản lý và phát triển thôn. Thôn Trang là thôn trung tâm của xã Việt Lâm, thôn có 120 hộ với 490 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là dân tộc Tày. Nhân dân trong thôn sống chủ yếu bằng sản xuất nông lâm nghiệp, đời sống tương đối ổn định, 18 hộ giàu, 33 hộ khá, 57 hộ trung bình, hộ nghèo và cận nghèo là 12 hộ. Thôn có một chi bộ và 19 đảng viên, bộ máy lãnh đạo thôn là 12 chức danh từ bí thư chi bộ đến các chi hội. Tuy nhiên, về phát triển kinh tế thì vẫn còn chậm, chức danh trong bộ máy lãnh đạo thôn được bố trí đủ nhưng chất lượng hoạt động không đồng đều, công tác quản lý điều hành còn nhiều lúng túng, một số chức danh năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác vận động quần chúng nhân dân chưa thực sự tốt. Để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các tổ chức, hoạt động của hội đồng quản lý và phát triển thôn thật sự thiết thực, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi họp thôn đã tổ chức bầu hội đồng quản lý và phát triển thôn gồm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản lý và phát triển thôn, các thành viên trong hội đồng. Trong đó, chủ tịch hội đồng là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, phó chủ tịch hội đồng là trưởng thôn kiêm khuyến nông, khuyến lâm, thú y. Còn các chức danh khác gồm chi hội trưởng hội cựu chiến binh, người cao tuổi, hội nông dân kiêm thôn đội trưởng, hội phụ nữ kiêm y tế thôn bản, bí thư chi đoàn kiêm công an viên. Như vậy, hội đồng quản lý phát triển thôn từ 12 chức danh sẽ chỉ còn lại là 7 chức danh. Về chế độ chính sách của thôn vẫn giữ nguyên, đối với các chức danh đảm nhiệm thêm, ngoài mức phụ cấp được hưởng, sẽ được hưởng thêm 100% mức phụ cấp của chức danh được giao nhiệm vụ.
về chức năng nhiệm vụ hội đồng quản lý và phát triển thôn và quyết định trực tiếp thực hiện các công việc tự quản không trái với quy định của pháp luật trong xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng các công trình phúc lợi, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, triển khai quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tháng đầu của năm học 2014-2015. Theo đó, tỉnh Hà Giang được Chính phủ hỗ trợ 1.800 tấn gạo cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Để triển khai gạo hỗ trợ của Chính phủ đến các em học sinh kịp thời đúng đối tượng, ngày 6 tháng 9 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương các cơ sở giáo dục rà soát xác nhận chính xác số lượng học sinh được hỗ trợ gạo, số lượng gạo cần được hỗ trợ của từng trường. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số liệu thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ gạo cho các trường trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2014. Giao cho Sở Tài chính phối hợp với Công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang trực tiếp xây dựng kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển đủ số lượng gạo cấp phát cho học sinh đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Giao cho Công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang tiếp nhận gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước, sau đó sẽ vận chuyển và cấp phát gạo tại các xã. Việc thực hiện cấp phát gạo đợt 1 cho 2 tháng đầu của năm học 2014-2015 cho các xã cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và cấp phát quản lý gạo hỗ trợ cho học sinh cần được thực hiện kịp thời đúng đối tượng. Nếu đơn vị nào vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quản Bạ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lễ trao học bổng năm 2014 do ông Robert Stephen Gary, quốc tịch Australia, chủ tịch tổ chức Platypus làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi lễ có đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang. Quỹ học bổng tổ chức Platypus đã trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh nghèo của 3 trường trung học cơ sở thuộc 3 xã Nghĩa Thuận, Lùng Tám và Cao Mã Pờ tại huyện Quản Bạ với tổng số tiền 63 triệu đồng. Theo đó, mỗi em học sinh nghèo là dân tộc thiểu số có kết quả học tập từ khá trở lên sẽ nhận số tiền hỗ trợ 2,1 triệu đồng một năm để các em mua quần áo, giày mũ và chi phí phục vụ học tập đến năm 18 tuổi. Những suất học bổng được trao tặng đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm tới tương lai của trẻ em vùng cao, đồng thời giúp các em học sinh nghèo vượt khó, được học tập đầy đủ, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần cho năm học mới 2014-2015 đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Được biết đây là năm thứ hai các em học sinh được nhận học bổng của tổ chức Platypus trao tặng. Nhờ có sự hỗ trợ đã khích lệ động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Kết quả năm học 2013-2014, 100% các em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số của huyện Quản Bạ được nhận học bổng, đều đạt học lực khá, giỏi và xếp loại đạo đức tốt. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đồng Văn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Văn đã bám sát chương trình kế hoạch của cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động lớn như Thanh niên sống đẹp sống có ích, Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, Thanh niên lập thân lập nghiệp và làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đồng Văn đã phối hợp tổ chức được 68 lớp dạy nghề ngắn hạn và dài hạn về kỹ thuật trồng nấm, may mặc, sửa chữa điện dân dụng, sửa chữa xe máy, tập huấn về công tác hướng dẫn viên du lịch cho trên 2.000 hội viên tham gia. Chú trọng triển khai các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó xuất hiện những cá nhân tập thể là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gia đình với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các chương trình hành động khi tổ quốc cần, xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động vì cộng đồng cũng được tổ chức sôi nổi như ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo, khám và cấp phát thuốc miễn phí, thành lập 29 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, thành lập 9 đội thanh niên xung kích vì an ninh tổ quốc gắn với phát triển kinh tế.
Đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như 100% cán bộ, 85% hội viên thanh niên được học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đoàn, tham gia chương trình của hội, phấn đấu mỗi cơ sở hội 100% đều có mô hình kinh tế giỏi. Mỗi cơ sở hội thành lập và duy trì hoạt động ít nhất một câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 3 đến 4.000 hội viên mới. Tại đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đồng Văn khóa mới với 31 thành viên và hiệp thương cử 10 đại biểu dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã khen thưởng cho 12 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm trước, Lũng Pù là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc. Cái khó đó không chỉ là 60% diện tích tự nhiên của xã là đá, thiếu nước, thiếu đất sản xuất, mà cái khó còn đến từ suy nghĩ của chính đồng bào nơi đây. Song trong vòng 5 năm trở lại đây, với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, nỗ lực trong chính đồng bào cộng với sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, diện mạo nông thôn, đời sống của đồng bào xã Lũng Pù nay đã có nhiều đổi thay. Trở lại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, bây giờ đã khác. Đường nhựa đã được dài đến tận trung tâm xã. Người dân đã có nước sinh hoạt quanh năm từ hồ treo. Các em nhỏ đã có trường lớp khang trang, sạch đẹp để học tập. Và quan trọng nhất, nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã được nâng lên. Gia đình anh Vàn Chứ Ná, thôn Sản Chảy B, xã Lũng Pù, không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để nhờ việc chú trọng đến chăn nuôi đàn gia súc theo hướng hàng hóa. Thay vì nuôi nhiều loại gia súc, gia đình anh Ná chỉ tập trung nuôi bò sinh sản. Hiện nay với 5 con bò, mỗi năm đàn bò nhà anh Ná cũng đẻ được từ 3 con trở lên. Nhờ số tiền bán bò, anh cũng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình và nuôi các con ăn học. Một năm thì như là 5 con, phải bán là 2 con rồi. Một con được 20 triệu. Thì trồng cỏ cho con bò ăn. Gia đình anh Vàn Chứ Ná chỉ là một trong rất nhiều hộ trong thôn Sản Chảy B đã biết chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Trong thôn Sản Chảy B, hầu như nhà nào cũng có bò để nuôi. Hộ ít nhất cũng có 1 đến 2 con, hộ nhiều thì trên 5 con. Từ chăn nuôi bò, các hộ đã có của ăn của để, có tivi, xe máy trong nhà. Để phát triển đàn bò bền vững, đặc biệt vào mùa đông, hầu như nguồn thức ăn không có, thì thôn đã vận động người dân trồng cỏ với phương châm 1 con bò, 500 gốc cỏ. Bằng việc tận dụng những khu vực xung quanh nhà để trồng cỏ, thì các hộ không lo về nguồn thức ăn cho bò vào mùa đông. Nhà nước hỗ trợ giống ngô lai và hỗ trợ cây tấp mèo và hỗ trợ cái cây đầu cắt thức và cho nhân dân và hỗ trợ bò. Cho dân về dân thì đỡ khổ hơn một tí từ ngày xưa rồi. Bây giờ dân thì cứ hồ xó thì chỉ khai dân, làm thiêu của mô hình, của xã triển khai. Thì về dân với đỡ khổ hơn tí. Hiện nay, xã Lũng Pù có 12 thôn bản với 835 hộ, gần 5.000 nhân khẩu, 99% là đồng bào dân tộc Mông. Tính đến cuối năm 2013, số hộ nghèo của toàn xã là trên 52%, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 5%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về lượng lương thực bình quân đầu người, huy động trẻ từ 6 đến 14 tuổi đến trường, tổng đàn gia cầm đều đạt và vượt so với nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Kết quả đó có được là nhờ sự đầu tư của nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Cụ thể, cùng với việc triển khai kịp thời đúng đối tượng, các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước, Ban chấp hành Đảng bộ xã còn phân công các cán bộ phụ trách từng hộ gia đình, lựa chọn các cây con có thế mạnh, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện, phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại thôn bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Vận động nhân dân là tập trung vào cái việc là chuyển đổi cái mô hình trồng cỏ, chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình. Mấy năm trở lại đây thì các thôn trên địa bàn của xã thì cũng đã có nhiều hộ gia đình là cũng đi lên từ phát triển chăn nuôi. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang với vai trò là cơ quan được tỉnh ủy giao đỡ đầu xã đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn và Chi đoàn đài đã tổ chức nhiều đợt quyên góp quần áo ấm, mua sách vở, tặng quà cho các em học sinh trong các đợt khai giảng năm học mới, nhân dịp Tết Trung Thu.
vận động cán bộ, viên chức quyên góp, ủng hộ mua bò giống sinh sản cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh còn phối hợp kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp cùng tham gia xây nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ vật chất cho 3 trường học. Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đài tổ chức. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động cho mỗi đoàn viên để thấy rõ được cái trách nhiệm, vai trò của mình. Và cũng trong những năm qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc đài thì Ban chấp hành chi đoàn của chúng tôi đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã. Cụ thể là chúng tôi đã trực tiếp đi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm các nhà doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh cũng như là ngoài địa bàn tỉnh thì đã kêu gọi và tổ chức các cuộc hoạt động tình nguyện, ví dụ cụ thể như là khai giảng năm học mới hay là Tết cho người nghèo. Với những hoạt động thiết thực, cụ thể của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh giúp đỡ xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của từng người dân. Qua đó cũng thể hiện được tinh thần trách nhiệm, không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng các chương trình mà còn quan tâm giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong xã giao lưu trao đổi hàng hóa, ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã tổ chức khai trương chợ trung tâm xã để đi vào hoạt động. Dự lễ khai trương có lãnh đạo huyện Bắc Mê, các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo bà con các dân tộc trong xã và các xã lân cận. Chợ trung tâm xã Yên Định được đầu tư xây dựng lại trên ngôi chợ cũ theo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Sau gần 6 tháng thi công, chợ trung tâm xã Yên Định đã hoàn thành. Chợ được thiết kế xây dựng với tổng diện tích 2.000 m2, trong đó diện tích nhà chợ chính rộng 700 m2 với trên 40 gian hàng. Các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, công trình phụ đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, giá trị công trình gần 2 tỷ đồng. Chợ trung tâm xã Yên Định, huyện Bắc Mê đi vào hoạt động thành chợ phiên vào các ngày mùng 6, 16 và 26 hàng tháng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và các xã lân cận. Tạo điều kiện để nhân dân trong và ngoài xã giao lưu trao đổi, giới thiệu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, phát triển thị trường. Đây là nhân tố quan trọng làm ổn định sản xuất, kích cầu tiêu dùng, là cơ hội để nhân dân được giao thương nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để người tiêu dùng có thể tiếp cận các mặt hàng nông sản an toàn, chất lượng, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian tới. Với mục đích chung tay vì một cộng đồng không còn nạn nhân của mua bán người, vừa qua tại chợ trung tâm huyện Mèo Vạc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức buổi truyền thông phòng chống mua bán người. Tới dự có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các ban ngành đoàn thể của huyện cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Trong những năm gần đây, nạn mua bán người đã trở thành một vấn nạn gây bức xúc trong toàn xã hội. Với các hình thức được che giấu dưới dạng môi giới cho nhận con nuôi, lấy chồng nước ngoài, đưa người đi xuất khẩu lao động, sử dụng mạng Internet, điện thoại di động để làm quen, dụ dỗ nạn nhân đến biên giới và lừa bán ra nước ngoài. Những đối tượng mua bán người đã thực hiện chót lọt nhiều vụ, một số vụ đã được các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn. Và với địa phương có đường biên giới dài trên 40 km tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình khó khăn, đời sống nhân dân còn nghèo, hủ tục lạc hậu, thì trên địa bàn huyện Mèo Vạc vẫn còn những vụ mua bán người xảy ra. Điển hình như vụ mua bán trẻ em vừa xảy ra tại xã Niêm Tòng. Vì nợ nần mà người bố đẻ nhẫn tâm đem bán đứa con ruột của mình lấy 40 triệu đồng. Nhằm trang bị những kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là của chị em phụ nữ, những người có nguy cơ bị mua bán cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mèo Vạc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang tổ chức buổi truyền thông phòng chống mua bán người. Thông qua đề cương tuyên truyền về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em, sân khấu hóa và đề ra các câu hỏi nhằm giúp người dân nâng cao cảnh giác, nhận thức về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người. Qua đây hướng dẫn người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người, từng bước giảm thiểu thấp nhất số vụ mua bán người xảy ra trên địa bàn. Ngày 10 tháng 9, đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc đã tổ chức tiêu hủy hơn 100 kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là lần tiêu hủy số thuốc tân dược lớn nhất kể từ đầu năm 2014 đến nay. Trong số thuốc tân dược bị tiêu hủy có nhiều loại khác nhau như thuốc viên, thuốc tuyếp, các loại cao dán, thuốc bôi, dầu cao, xoa bóp, thuốc chữa tiêu chảy. Giá thuốc rất rẻ, chỉ từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng tùy theo từng loại thuốc. Toàn bộ số thuốc đều dán mác có chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Được biết, từ tháng 8 năm 2014 đến nay, đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc đã mở đợt cao điểm rà soát lại tất cả các hoạt động mua bán thuốc tân dược trái phép. Qua kiểm tra, đã thu giữ được nhiều loại thuốc tân dược được bày bán chui lủi tại chợ phiên các xã thị trấn trên địa bàn. Những người mua bán đều không có chứng chỉ hành nghề, nhiều đối tượng kinh doanh bất hợp pháp khi thấy lực lượng chức năng đã tìm mọi biện pháp lẩn trốn hoặc tẩu tán số hàng, do vậy rất khó khăn trong công tác quản lý. Tới đây, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an toàn khi sử dụng các loại thuốc tân dược không rõ nguồn gốc để nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm đối với những cá nhân vi phạm theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn xe khách giường nằm của hãng Sao Việt tại Lào Cai vào tối ngày 1 tháng 9 đã làm 14 người chết và 34 người bị thương, thì vấn đề quản lý và kiểm soát xe khách giường nằm đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều bộ ngành địa phương. Tại Hà Giang, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có tổng số 47 xe khách giường nằm đang hoạt động. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, thì các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh không có loại hình xe khách giường nằm, mà chủ yếu là các phương tiện có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống và do các phương tiện vận tải nội tỉnh đăng ký tham gia khai thác. Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Giang, hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh có 195 xe hoạt động vận tải hành khách cố định, trong đó có 47 xe khách giường nằm, bao gồm các xe của doanh nghiệp ngoại tỉnh và nội tỉnh đăng ký khai thác. 100% loại hình xe khách giường nằm khai thác vận tải hành khách ở tuyến Hà Giang đi Hà Nội, Hà Giang đi một số tỉnh miền xuôi. Việc quản lý xe khách giường nằm được Sở Giao thông Vận tải Hà Giang quản lý theo đúng với những quy định của nhà nước. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn các cái doanh nghiệp và luôn luôn là tuyên truyền các cái doanh nghiệp là thực hiện, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải phải tuyên truyền cho chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm túc các cái quy định, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe nói chung. Thế và bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các cái doanh nghiệp bằng các cái văn bản quản lý nhà nước là chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong cái việc tham gia giao thông. Và cũng bên cạnh đó thì cũng đôn đốc luôn và hướng dẫn người dân là nghiêm chỉnh thực hiện các cái quy định an toàn khi đi trên xe khách và khi tham gia giao thông. Sau vụ tai nạn xe khách giường nằm thảm khốc tại Lào Cai khiến 14 người thiệt mạng và 34 người bị thương, nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc phải cấm loại xe giường nằm đi vào địa hình cua dốc đường hẹp, tương ứng là loại địa hình miền núi. Trên thực tế, xe giường nằm thường được thiết kế 2 tầng khá dài, do vậy đi vào các địa hình đường nhiều góc cua, dốc hẹp thì nguy cơ bị tai nạn cao. Bên cạnh đó, loại xe khách giường nằm chủ yếu thường đi đêm. Chính vì vậy, các yếu tố về thời tiết địa hình sẽ khiến cho người điều khiển phương tiện khó kiểm soát được tay lái, nên dễ gây tai nạn. Đối với doanh nghiệp trong tỉnh thì chúng tôi cũng đã có cái tuyên truyền và có những cái hướng dẫn riêng. Thế cho nên là các doanh nghiệp ở trong tỉnh thì cũng đã chấp hành rất tốt. Chỉ bố trí xe có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống để đi các cái tuyến các huyện vùng cao. Thế còn đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh thì với cái việc mà truyền thông rộng rãi thì chúng tôi cũng mong rằng là các cơ quan truyền thông khuyến cáo đối với các doanh nghiệp tham gia cái kinh doanh vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng, theo hình thức du lịch thì cũng chú trọng về cái mặt an toàn là cái tiêu chí mà hành khách hướng đến duy nhất. Thế thì cái việc mà để khuyến cáo cái việc này thì chúng tôi cũng muốn là đối với cái đặc biệt cái địa hình của các cái huyện vùng cao ấy thì nên các cái doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải, đặc biệt là kinh doanh du lịch, vận tải hành khách bằng du lịch ấy, thì nên sử dụng cái xe mà có sức chứa từ 30 chỗ ngồi trở xuống. Để đảm bảo an toàn cho loại xe giường nằm nói riêng và các loại xe hoạt động vận tải hành khách nói chung thì không những cần nhiều giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp mà cần sự vào cuộc của mọi người dân, của cả cộng đồng. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải hành khách và người điều khiển phương tiện cần phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho mình và cho hành khách. Tin tổng hợp tình hình về trật tự an toàn giao thông do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang cung cấp. Trong ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 80 trường hợp, trong đó ô tô 7 trường hợp, mô tô 71 trường hợp, xe đạp điện 2 trường hợp. Với các lỗi vi phạm, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ quy định và một số lỗi vi phạm khác. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước 16.600.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.